Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh Mokali Sài Gòn. Hôm nay mình đến Anna nhà khoa gặp được Dung Dân, Dung Dẻ. May mắn quá quý vị, hôm nay trẻ đẹp, dễ thương vô cùng luôn. Trời ơi, nãy có mấy người khách lại đây nói chuyện nha, muốn rụng tim với là Dung Dân, Dung Dẻ. Hồi nãy có ngồi trò chuyện, xong rồi nói chuyện với mắt của em hả? Dạ, yeah. Và em cũng có nói chuyện với lại mấy cô chú ở hải ngoại về. Hồi nãy mấy cô chú có đem quà về cho em nè. Hồi nãy là hai cô chú ở Thụy Sĩ. Với lại nói chung bên em thì đa phần là các cô chú ở châu Âu hoặc là ở Mỹ. Dạ, là nhiều. Dạ, dạ xin chào quý bà con cô bác trên kênh Cali Sài Gòn. Cali Sài Gòn. Dạ, trên kênh của anh Cali Sài Gòn ạ. Xin chào cả nhà. Quý vị vô ủng hộ cho Anna nha khoa nha, và trên của Dung Dân, Dung Dẻ nữa, nhất là FC Sân Độc Chuối của Hồ Văn Cường nè, rồi khán giả của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nè, nhớ ủng hộ cho Dung Dân, Dung Dẻ nha. Không, nói chung là được anh chị quý, anh chị thương và ủng hộ thì thực sự em thấy mình rất là may mắn lắm. Dạ. Kênh của anh của mấy người cũng nha, cũng chắc một bữa nay về không có gặp được, tại lần trước anh vào thì không có em. Đưa chị vô khám rồi, không có em ở nhà. Đúng rồi. Ủa, hôm nay đi đâu ta? Em về quê. Em về quê hả? Đúng rồi. À, hỏi các bạn là các bạn nói gì quê hả? Đúng rồi. À, các bạn nói là không muốn nói chuyện hơn, hay thôi, để bữa nào có duyên thì gặp lại nha. À, dạ. Nghĩa là gọi video call đó hả? Mấy bạn gọi video call. Dạ, tại từ nay em cũng hay đi ra ngoài, với lại cũng có những cái chương trình em đi với anh Thương, hoặc là đi với lại các anh chị khác á. Mà lần trước các bạn tiếp đón được không anh, ổn không? Về đi trước. Về đi trước nữa. Không có cái gì mà bàn cãi, phải nói văn phòng thì lớn, các bạn ăn vô thì thoải mái. Rồi các cô tiếp viên ở trong đây đó rất là nhiệt tình luôn, các bạn ai chỉ dẫn rõ ràng này kia nọ, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, chứ không phải là cứ ép cứ vô thích kêu làm là không có đâu. Nhưng mà làm gì thì tổn thất cho bà chủ thì những cái không cần làm. Không, những cái mà ví dụ như khách về, khách kêu là làm hai hàng ăn xứ, làm bèo bèo cũng tại trăm triệu hơn trăm triệu đúng không anh? Mà bác sĩ nói cái răng này không cần làm. Đúng vậy. Cái răng này đẹp rồi, không cần làm. Rồi mặc dù là khách cứ khăng khăng muốn làm thì bác sĩ cũng tư vấn là ăn thịt thì vẫn tốt hơn răng xứ. Rồi sau đó là khuyên khách về. Lần trước anh vào thì anh đòi lấy tủy răng. Cái bác sĩ cứ nói là lấy tủy răng thì cái răng nó giòn lắm, nó sẽ bị bể. Vài năm sau hay gì đó, đại khái nó sẽ bị bể. Nhưng mà anh làm gì mà anh đòi lấy tủy răng? Có đau không, nhất có gì không, hay là bọc răng sứ? Không có đau, không nhất gì nha. Ở bên kia trắng mà tự nhiên thấy nó hơi đau đau. À. Rồi cái bác sĩ có mài đi một chút xíu. Mài lại cho nó khớp khớp với nhau đó. Rồi cái bác sĩ nói nó còn hư gì mấy đâu, thôi đừng có lấy. Vừa tốn tiền mà nó không có bỏ cái răng của mình đang răng thiệt nữa. Lấy cái tủy đi thì nó không có tốt cho răng thiệt. Dạ. Ồ dạ, vậy thôi đợi tốn tiền. Bà chủ thích có thôi. Dạ không, tại vì nghe cái tình trạng răng của anh như vậy là có thể là do cái lúc mà tráng ở bên kia người ta để nó bị hơi cọn một chút á. Đúng rồi. Thành ra khi mình ăn nó bị đụng vô là nó không thốn thôi. Rồi tủy mình đang không giữ được thì mình phải giữ chứ. Tự nhiên cái đi lấy chi? Vậy. Ý là muốn lấy đi cho nó nhẹ phải không? Để khỏi sợ nó đau hay gì nữa. Là nhiều khi mình ăn cái nó bị đau, ăn chúng nó đau. Thì bác sĩ khi bên đây nhiều khi bên bệnh thì trán người ta mài nó không có sát cái khớp á. Thì mình có cảm giác đó nhưng vài ba tháng mới quen liền à. Thì bây giờ là quen luôn rồi. Nói chung là mình trán đồ chỉnh cận luôn cái em là cứ để đi ăn thôi ạ. Trừ khi nào mà cái nào cần điều trị thì mới lấy thôi, chứ còn lấy đi là cái giống như là cái cây khô mà nó bị chết tụy vậy đó. Dạ, thành ra mình ưu tiên giữ tụy chứ. Ủa mấy giờ em lên trên ở quán sao bị chiều bữa nay nhỉ? Chắc cũng 7 giờ bắt đầu ha. 7 giờ bắt đầu thì xíu nữa lên sớm chút, nhưng mà nhà còn xíu việc phải giải quyết cho nó xong. Dạ. Bữa hôm chỗ nhà anh showbiz nghệ tỉnh thì anh lên đó cũng cả tiếng đồng hồ. Dạ. Có anh lên không? Bữa nay không biết là có đi không, biết chị nhà có công việc gì chứ. Dạ. Không vậy anh. Thì anh chị cứ rảnh ngồi nhà buồn quá, tại vì về đây cái mình mướn cái căn hộ ở. Không ở nhà của mẹ, không ở nhà của nhà em có, nhưng mà mình muốn có cái không gian và và cái mướn cái căn hộ gần gần của đây em á. Đi ra đi vô thăm mẹ rồi đi thăm em, mình muốn đi đâu mình đi. Yeah.
Tại sao cái bộ phim à đừng nói nhỉ, quên tính hỏi em thôi, đừng nói để cho em coi tiếp. Lúc mà anh ngày mai đi đây anh bệnh còn coi là cái tập đó là anh chàng cà chén, người chồng cà chén lên tìm em. Huy Cường á hả? Là em bắt đầu kiếm chuyện đòi tiền này như nọ. Dạ. À, rồi đến lúc đó. Chưa coi hết, mới coi tới tập đó thôi. Tới tập đó thôi. Dạ. Thôi nhưng mà để tới thời gian coi tiếp. Coi phim em lần đầu em đóng anh thấy có ổn không vậy? Ổn đó, em không có qua trường lớp, không có qua một cái gì chứ mà diễn xuất đạt lắm á. Rất đạt luôn á. Anh chị cũng ngạc nhiên chị đó. Wow. Ông vào trong hậu mạng có học được thầy Minh Nhí mà có học thầy mấy ngày, ngày dạ có học thầy mấy ngày, thật ra thì cũng không học phí mấy tháng á, nhưng mà tại bận quá là không đi được. Nhưng mà mấy ngày vô thì toàn là những ngày giới thiệu, nhưng mà sau này khi mà chuẩn bị làm phim á thì thật sự là em cũng có ngồi với thầy, là thầy cũng chỉ dẫn được thêm. Nhưng mà trong cái quá trình mà em đóng phim á thì được anh Huy Cường, rồi má Thanh Ngọc, rồi chúng, rồi Lê Minh Thành, Tuyệt Mập, nói chung là mọi người đóng phim với em mọi người cảm thấy rất là cực á, có nghĩa là giống như vừa phải vừa diễn vừa dạy, vừa diễn vừa dạy, bởi vì là nó sẽ giống như có những cái đoạn em đâu biết làm sao đâu, thậm chí là anh Tôn đạo diễn, anh Tôn đạo diễn là phải ngồi phân tích, có nghĩa là cái khúc này tâm trạng của em là như vậy như vậy như vậy, em phải đặt cái tâm lý này. Rồi lúc này là gia đình của em nó đang về nè, thằng chồng em nó như vậy đó, thì lúc mà em được anh Tôn ngồi phân tích như vậy đó thì cái kiểu như mình bắt đầu mình thấm hơn chút, rồi bắt đầu là mình vô rồi xong xong đó thì những bạn diễn đó rất là khéo, có nghĩa là các anh chị nghệ sĩ mà không có ngại khi làm việc chung với em, mà giống như là dùng những cái ngôn từ rất là tích cực, giống như là hướng dẫn ôm dung anh, nhất là anh Huy Cường, anh thấy em làm được cái chỗ này, em làm được, em chỉ cần như vậy thôi đó. Quý Cường công nhận là bạn ấy đóng phản biện hay ha, phản diện hay ha, không trên phim vậy thôi chứ ngoài hiền, ngoài hiền lắm. Anh nghe rất nhiều người nói là Quý Cường là hiền rồi cực khổ chịu nghề làm nghề này kia nọ, yeah. Không? mà đóng phản diện lúc nào ngoài đâu phải đâu phản diện hết, thì do cái khuôn mặt của anh với lại những cái vai anh nhận nó đóng vai phản diện nhiều, nhưng mà ví dụ đóng vai hiền hiền hay là những cái vai dễ thương cũng ra đó, rồi mấy cái vai hài hài này duyên lắm luôn á. Anh thì anh nói anh chị ngồi nói ô cái cô này không có qua trường lớp gì chứ mà sao mà cô đóng được những cái em thích nhất là cái vai khóc hay là cái vai cười, cái nào dễ diễn hơn? Không nào khó trơn. Cũng như không ha, cái nào khó chưa, tại thật ra là làm xong rồi rớt nước mắt mình suy nghĩ tới cái gì tới hay là cái lúc mà em làm phim á thì thật sự là em khó để diễn những cái cảnh mà rớt nước mắt trên màn hình á, ví dụ như có những cái tập 1, tập 2 anh thấy em khóc đi, thì những cái tập đó là nghệ sĩ Thanh Ngọc á là phải trợ lực rất là nhiều, một là đánh thiệt để em khóc, hai á là có những cái cảnh mà em ngồi trong chuồng vợ em khóc, hoặc là em ngồi một mình em khóc á, là má Thanh Ngọc ngồi ngoài chửi ra rã chửi từ dòng họ chửi xuống để cho mình cảm nhận ha. Còn có những bạn á là giống như không có má Thanh Ngọc thì bà Giang ngồi ngoài chửi lại nhại chửi em, bà chửi mắc cười quá, em kêu chứ ba chửi vậy sao không khóc được ba. Chửi mà mình không cảm nhận mà chửi mình còn cười nữa ha. Quay MV ca hay gì mà tại sao mỗi lần lên sân khấu xin có hát có khúc mà sư phụ hưởng dừa hay gì hàng quá vậy? Ca loài cũng được ha. Ca loài nó khác hả? Có, tại thời gian mọi người cũng kẹo em thôi. Chứ còn đâu mà nhà tài trợ có đòi kẹo lên sân khấu. Em hát hoài. Cái hoài nó cũng kỳ, nhưng mà thật ra em thích hát thiệt. Em thích hát. Thế, anh thấy chưa thích thiệt. Em thích hát thiệt. Nhưng mà không lẽ bây giờ ngày nào cũng cho em lên hát thì có kỳ. Thật ra là nhiều khi mấy anh em cũng ghẹo ghẹo với nhau vậy thôi, chứ thật ra thì tối nay là MC chắc cũng lén lút hát bài. Không cho tôi cũng leo lên luôn à.
là ghẹo vậy thôi, chứ còn mình ban nhạc thì cũng dễ thương lắm. Nói chung là biết cái tông cái giọng của em rồi, nói chung cái ăn bánh rồi này kia cũng nhiều dữ lắm, sáng nhạc rồi này kia nhiều, thành ra là chỉ sợ nhất là không thuộc lời thôi. Sợ nhất là lời bài hát mà không thuộc rồi lên đó rồi nó hát nó gọi như nó đảo tới đảo lui thì nó kỳ. Ví dụ như bà con cô bác thì sao, còn em lên anh ở bển cũng có cuối tuần có một cái nhóm nó lấy cái tên là Đêm Hồ Hồng, cứ mỗi tuần thì có một cái nhà hàng, rồi mấy anh chị được cái tổ chức mình hát cho nhau nghe, từng tuần hát cho nhau nghe, có một one man band, rồi một người chính năm anh mình cứ chưa luôn, mình cứ trao đổi với cho mọi ngày, mọi ngày vừa hát vừa chỉ đọc. Bữa nay anh chị qua hát đi, anh chị qua hát đi, anh ở bên đó có hát không? Không nhiều lắm, ngày xưa là một tuần. Vậy đó hả? Anh có chụp hình với lại mấy cái bộ show, mấy cái clip hồi xưa đó. Anh làm có mời Vũ Luân nè, đa số là Như Loan là em gái nè, em gái nuôi nè. Vậy đó hả? Anh một năm có lần với Như Loan nè. Anh ơi, anh được mời em nữa, một năm anh mời em về cái thành phố anh ba lần ai coi. Đâu có. Nói chung là mấy như là Như Quỳnh, Như Loan, Tường Nguyên, Tuấn Anh, từng từ những người đó anh có hợp tác nhiều lần, nhất là Như Loan anh hợp tác, chị Tường Nguyên là hợp tác nhiều lần nhất, chị Hương Lan thì có một lần, chị Hương Lan ngoại thì thương. Ngày xưa anh là bầu xôn mà bầu tèo, nhưng mà nó bầu lớn. Và mà thích thường thường làm bầu xô á, thất bại nhiều hơn là bầu đồng. Tại vì mình thường thường phải mướn một cái nhà hàng, phải mướn một cái chỗ nào cũng thế nữa. Rồi mời ca sĩ, rồi tự mình làm poster, tự mình mướn ca sĩ, rồi tự cái gì cũng tự mình làm nhiều hơn. Chứ không phải mà có cái chiếc giống cái đây. Ở mà anh mướn người không đủ tiền mướn. Tự đi với lại ca sĩ luôn. Anh nhớ câu của bác Bảy Dân Chung hồi đó, tại anh cũng có mở giọng cổ nữa. Bảy Dân Chung, con ghét ai đó, con đừng trả thù nó, mệt lắm, con xuống nó làm bầu xô đi, trước sau gì nó cũng chết. Thấy, bây giờ thấy sư phụ cũng vừa chưa, làm cho tới bây giờ vừa mệt mỏi, vừa công cán, vừa đủ thứ, nhưng mà anh vừa hôm anh nghe mấy người nhân viên nói, cũng có một hai người nhân viên cảm nhận ra anh. Nhận anh sang ở Cali Sài Gòn, Di của cũng vừa cũng nhận anh nữa. Cái nói nghe đến bây giờ vẫn còn bị tâm đó, thấy không? Thì quán mới mà một cái kinh doanh mới thì đâu thể nào mà cái đụng cái vô là có lời gì được. Nói chung mình vẫn phải có thời gian sắp xếp, rồi set up nó, rồi từ có định hướng kinh doanh, rồi có chiến lược, rồi cái tư nó sẽ ổn. Bây giờ mà làm một nghề rất là mệt. Không, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là anh Tương tổ chức ra được cái hội quán như vậy, em thấy nó rất là hay. Anh sẽ giúp được rất là nhiều người, sẵn nhiều hoàn cảnh. Ví dụ anh thấy ban nhạc thì ba anh đều là tiếng Việt hết. Đúng rồi. Anh thấy mở ra một cái hội quán như vậy, hội quán không nghề gì không phải dễ, cũng giống như em nói mới vừa nói á, là giúp rất là nhiều người công ăn việc làm, những người kiếm tiền, những người yêu mến văn nghệ, thực thụ là người ta yêu từ trong trái tim, nhưng người ta không có cơ hội và không thể nào mà có cái sân khấu để cho họ đứng lên biểu diễn. Không có ít cái bộ show nào mà làm được chuyện đó. Và mở ra hội quán này phải nói thật sự là vừa cải tiến cho con đường văn nghệ của tất cả đệ tử của Cương Dương nè. Rồi anh nói vậy là đúng luôn. Nói cái hồi trước em không nghĩ là em có thể hát, đúng em cũng không nghĩ rằng em có thể lên sân khấu, em không nghĩ rằng em có thể làm cái MV. Nhưng mà thật sự khi mà Cương hỗ trợ, Cương nói những cái từ rất là động viên, thì tự nhiên mình mạnh dạng rồi, thậm chí bây giờ có thể bay lên cái sân khấu nào hát cũng được, thậm chí đi những cái tài liệu có những nghệ sĩ lớn
tự tin luôn á, tự tin luôn á. Không, từ hồi lúc mà em mới bắt đầu coi em á, lúc đó còn nhút nhát với vấn đề hát sướng này kia nọ, còn bây giờ là quá tự tin, quá không không cần sân khấu cũng không nên hát tính luôn. Vâng, 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 vâng. Rồi đến thời cung kiếp.
Vì Kim Thiết cũng chịu quay lắm đó nha. Quay đủ đủ thể loại hết, vừa ca nhạc, vừa quê rồi đi làm, chịu quay. Bài đó bà cũng đa tài nữa. Bài đó bà cũng đa tài. Diễn cũng diễn được, hát cũng hát được. Rồi lội xong bắt cá, bắt ơi gì cũng được. Cũng được luôn hả? Em cái đó là em sợ, cái đó là em sợ lội bùng. Cảm giác xuống mà giống như nó cứ lúng cái chân xuống, em cảm giác em sợ. Còn bà đó là bà làm không hay. Không sợ ra nha. Rồi, bà này hay nha, bà này giỏi nha. Nhưng mà về diễn xuất với lại ca nhạc em giỏi hơn. Mỗi người có mỗi cái nét riêng á. Mỗi người có nét riêng. À cũng không thể nào nói ai giỏi hơn ai ha. Cứ cái đó là nhận xét cảm nhận của từng khán giả thôi. Dạ dạ. Tại vì có thể là anh thích cái lối em diễn, có những người khác lại thích Thùy diễn nó mộc mạc, nó dễ thương, kiểu kiểu vậy. Không, anh thì anh thích cái sàn của em. Nhiều cái coi trong xưa cái hay chậm mà tạo lao thì ý là xem sao sàn vui vui cái thò mà chứ cái thò bả ra phim hết hồn luôn chứ trời, ra phim luôn người ta ơi. Tiên mà yeah. Cái thuở ban đầu luôn đi hay ngàn năm hồi dễ mới ai quên. Có làm nhiều cái bây giờ em cũng coi là cái đầu tiên đó là cái giống như là cái những bước một bước cái bước những cái viên gạch mà yeah. Cái nền tảng đầu tiên để em làm những cái dạng khác nếu yeah. Mà không có đó làm sao mà có những cái khác. Thật ra thì em rất là biết ơn Phương. Liều chưa bao giờ làm phim luôn. Cái hôm mà quay cái phim Lưu Nhan Mật Tận á, ngày đầu tiên em muốn bỏ cuộc lắm luôn. Ngày đầu tiên á hả? Có nghĩa là nó cực quá đi. Rồi nó ngoài cái sức tưởng tượng của em á. Xong rồi một phần nữa là em thấy nhiều nghệ sĩ lớn quá. Cái lúc mà vô diễn với người ta cái mình bị khớp. Trong khi mình không biết diễn, xong tự bản thân mình cảm thấy xong rồi mất thời gian của người khác quá. Xong rồi mình lại xấu hổ như vậy. Nó mình thấy lúc mà cái chặt cái chuối thôi mà mình thấy làm đi làm lại làm đi làm lại làm tới chục lần á, phòng cái ngón tay chạy ngón tay luôn á. Có những lần có những cái mà em nói là nó ngoài cái sức tưởng tượng của em á, mà em không nghĩ là nó cực như vậy. Anh cứ nghĩ đi, 5 giờ mấy sáng là phải dậy đi, mà tối 11, 12 giờ tới khi 1 giờ mới về tới nhà mà liên tục như vậy, có nghĩa là rồi mình thì lại làm chính, thành ra đâu có được nghỉ ngơi giống như là mọi người. Mọi người thì có thể là xong cảnh người ta vô ta nằm ta nghỉ ngơi không. Vừa xong đó là thay đồ bắt đầu giúp nó không tiếp, giúp nó không tiếp. Mà trong khi đó con bé chưa hiểu chuyện gì nó xảy ra cả, và giống như là cảm thấy giống như là một cực hình. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên em cảm thấy rồi cái gì vậy trời, Dung mày đang làm gì vậy Dung? Tôi đang làm cái gì đây? Em nói với Từng Mập, em thấy Từng Mập, tại Từng Mập với em chơi thân lắm. Thì chơi với cũng 6-7 năm nay rồi cứ bà tôi tu vậy đó. Thế tao em nói cái tiền, tôi đang làm cái gì vậy bà? Bà thấy tôi có ổn không? Bà sợ trá tôi có bình thường không? Cái tiền tôi chở ở nhà đúng á, ai đâu sung sướng, máy lạnh máy ơ đồ. Ở nhà làm giám đốc đồ này kia không chịu, đi xuống đây đi chăn dịch. Đang yên, đang ổn không chịu không? Chứ không tiền rồi nói em chết. Nhưng mà bà ráng đi, tôi bảo đảm với bà luôn, bà làm xong một cái phim này á, là bà sẽ ghiền, rồi bà sẽ làm phim tiếp. Em, đúng rồi, đố anh biết em nói với tiền sao? Không. À luôn làm không. Đúng một cái phim này nó không bao giờ tao làm nữa. Nhưng mà khi làm xong rồi cái tự nhiên nó giống như là ăn vào máu rồi ha. Nghệ thuật bắt đầu trỗi dậy. Không, tại thật ra thì em cũng không có gọi như là nghĩ là mình sẽ bước vào cái làm phim hay là gì đó. Nhưng mà mỗi lần em đi xuống hội quán á, em gặp mấy cô mấy chị á, thấy mấy cô mấy chị ôm em đổ Dung ơi con không được, Dung ổn con được. Trời ơi con khóc quá trời luôn. Trời ơi thương con, trời ơi con ơi sao con làm chi cực cái gì con. Có nghĩa là em thấy mọi người đều ôm đều nói vậy. Xong rồi con hỏi với cô thấy làm được không, ổn không, có cái đơn cái sự gì không, không được con được. Ủa như vậy là ok rồi, cái này cái đấy hình như là mình làm cũng ổn. Nhưng như mình có niềm tin hơn á. Đúng vậy. Dạ em thấy em ổn ngay rồi, cái tập đầu là nó chị
lướt qua được hay chứ đâu có gượng gạo gì đâu. Chị Thanh Ngọc chắc chị dạy thì dạy nhiều lắm. Mà Thanh Ngọc dạy nhiều lắm, thậm chí tới bây giờ vẫn nhắn tin, cứ vài ngày là nhắn tin gái má đang làm gì đó. Rồi anh Quy Cường cũng vậy, Quy Cường rất là nhiệt tình. Và thậm chí em không nghĩ rằng những diễn viên mà gọi như là chuyên nghiệp như vậy mà cảm thấy rất là thân, cũng như là rất là thân thiết. Cũng như là cứ anh Quy Cường thì nhắn thấy có cái dự án nào là hú anh nha, em Dung mà hú cái thôi là bằng giá nào anh cũng làm. Có nghĩa là tự nhiên anh em cảm thấy trời ơi sao mình hạnh phúc dữ vậy trời. Quy Cường đóng hài đóng kịch thời của Bộ Quy Cường. Dạ. Thời trước là sao? Dạ. Thật sự là những cái tình cảm như vậy em nghĩ là mình cũng rất may mắn lắm có được. Cũng giống như là các cái chị vậy đó, tự coi thân em rồi về là cũng quý mến thì cũng tin tưởng rồi. Thân nha. Dạ. Ok, chắc video cũng dài rồi. Mà đã hai anh em mình đứng lên ha, đứng sát sát lên đi. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng với là Kali Sài Gòn và Dũng Nhân Dũng Dễ chia sẻ những cái cuộc vui trong cái làng văn nghệ. Và hy vọng rằng quý vị ủng hộ cho anh em nó nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều và cũng biết ơn anh chị nữa đã yêu thương tin tưởng và về với anh Na. Một lần nữa thì Dung gửi lời chúc Tết đến quý bà con cô bác, chúc cho cả nhà mình một năm mới là an yên rồi vạn sự như ý. Dạ. Vâng, xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau nha. Xin chào, bye bye.